bị khói. 9 giờ 36 phút ngày mùng 8 tháng 12, theo giờ địa phương, một chiếc máy bay thương mại loại nhỏ của hàng PSA Airlines, thuộc sở hữu của American Airlines, gặp sự cố sau khi vừa hạ cánh tại sân bay Ronald Reagan Washington. 48 hành khách được sơ tán khẩn cấp khỏi máy bay vì phát hiện có khói trong cabin. Họ vừa kết thúc hành trình khởi hành từ Tallahassee. Theo báo cáo từ American Airlines, không hành khách hay phi hành đoàn nào bị thương. Hãng bay đang tiến hành kiểm tra máy bay để tìm nguyên nhân hành khách trên các chuyến bay khác cho biết họ đã bị giữ lại trên đường băng trong khi máy bay của hãng american airlines sơ tán